Alo. Dạ. Dạ tôi đây. Anh cần xem à? Rồi. Chút xíu anh tới liền nha. Ok. Sơn, tại sao mày làm kỳ cục vậy? Làm gì đâu kỳ. Mày, tại sao mày vô nhà tao mày ăn trộm? Trời ơi, ăn trộm tao lấy vàng, lấy tiền, lấy bạc của anh rồi. Đây tao lấy cái này à. Mày lấy cái này để làm cái gì? Nghe nói có đoạn em diễn anh Trọng á, vui, lấy về coi. Chưa có phát hành. Biết, chưa có phát hành nên chắc mượn chứ không cho. Lấy đại về coi xong trả lại. Trời ơi, dịch giật mày. Vậy mà nãy tới giờ anh tưởng nó ăn trộm không à? Muốn coi thì lại đây anh mở cho coi. Mày đã. Ủa, chụm gì lên đầu à? Ba. Ba gì? Ba chân á. Mặt vậy nè, đó. À, đó. Của ai, đó. Của ai? Vợ em. Trời ơi, tao sợ rồi quá. Không biết mày có sợ tao không à? Bây giờ muốn coi phải không? Muốn. Được, sẵn giờ tôi mở cho coi. Xuống lầu hả? Ờ. À, đi. Tao hả? Đầu chết rồi ông ơi. Anh lại tưởng đâu ăn trộm thiệt. Anh đâu có biết là em. Ai tìm kìa? À. Dạ. 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 Dạ mời. Dạ. Dạ mời anh hai. Dạ. Dạ dạ mời mời. Dạ giới thiệu với anh hai, đây là Hoàng Sơn. Còn đây là anh hai Phúc Hậu, giám đốc sản xuất và phát hành. Muốn nghe ông ta thì sống nói luôn đi. Mình coi được chưa anh?
sơn gà mổ. Sơn gà mổ? Sao bác biết con? Tơ nè. Tơ nào? Tơ nhái bầu nè. Tơ nhái bầu ở Bà Bèo. Ở Bà Bèo? Sao già dữ vậy? Ham chơi, không phải làm, già trước tuổi. Hèn chi cái giọng trẻ măng. Mà phải không? Ngày xưa nhỏ bé tôi đã biết chơi, sáng chơi bắn bi chiều chơi thả diều, chơi ở trong nhà chơi cả ngoài sân, tôi vẫn cứ chơi chơi hoài không chán. Rồi nay tuy lớn tôi cũng thích chơi, đứng trên núi cao nhìn xa biển rộng, vui cùng bạn bè chuyện trò lai xa. Tôi vẫn thích chơi, tôi cứ chơi hoài, nhưng muốn chơi thì phải lo làm. Làm cho có tiền thì mới có chơi. Chơi sao đừng chơi phí sức, chơi sao đừng chơi quá mức, bồi dưỡng cho nhiều mới có sức chơi. Một mài xe bóng tôi vẫn cứ chơi, sáng chơi thể thao chiều chơi thể dục, chơi từ đồng xuân chơi về thành đô, tôi vẫn cứ chơi đến cuối cuộc đời. Trời mưa bong bóng bập bùng bắn bi đá dế mới là tuổi thơ. Học mà không chơi phí hoài tuổi trẻ, chơi mà không học bán rẻ tương lai. 12 bến nước đục trong khuyên ai hãy nhớ chớ nên chơi đề. Ta về ta tắm ao ta bi da cá độ khóc la có ngày. Gió đưa cành trúc la đà, anh chơi á thiệt em xù, em xù, em xù là em xù anh luôn. Rồi nay tuy lớn tôi cũng thích chơi, đứng trên núi cao nhìn xa biển rộng, vui cùng bạn bè chuyện trò lai xa. Tôi vẫn thích chơi, tôi cứ chơi hoài, nhưng muốn chơi thì phải lo làm. Làm cho có tiền thì mới có chơi. Chơi sao đừng chơi phí sức, chơi sao đừng chơi quá mức, bồi dưỡng cho nhiều mới có sức chơi nha. Một mài xe bóng tôi vẫn cứ chơi, sáng chơi thể thao chiều chơi thể dục, chơi từ đồng xuống chơi về thành đô, tôi vẫn cứ chơi đến cuối cuộc đời. Chơi từ đồng xuống chơi về thành đô, tôi vẫn cứ chơi đến cuối cuộc đời. Chơi từ đồng xuống chơi về thành đô. Tôi vẫn cứ chơi đến cuối cuộc đời. Thank you.
trì lý. Còn đầu không gọi thì đầu sẽ có chi. Đứa nào mà mất dạy dữ vậy ha, dám đưa vào cái câu nho của tao ba cái gạo chí về đó. Đứa nào vậy? Dạ con đây, bác hai. Con là thằng nào đó? Thằng nào mà không biết cái câu à, tiên học lễ hậu học văn vậy? Dạ con xin lỗi thưa bác hai. Vậy còn cái chữ kinh, bộ mày không có học chưa tới hay sao mà thưa bác hai không vậy mày? Dạ con xin lỗi. Dạ kính thưa bác. Còn cái chữ hai đâu? Bộ mày nói luôn cái câu kính thưa bác hai rồi rắn nó cắn mày hay không? Rắn hổ nó mổ mày hay không? Dạ tại bác làm quá nên con quên đầu quên đuôi luôn. Làm con người thì phải có đầu có đuôi. Dạ mới là phải nghĩa, thấy không? Tao cho mày biết à, cái cục. Dạ cục gì bác hai? Thì cái cục, bộ cái cục gì mà chưa từng nghe nói sao mà mày biểu tao phải nói quịch tẹt ra để cho ô nhiễm cả khung trời hả mày? Dạ tại con ít học kém hiểu biết nên bác có dạy thì bác nói đại ra đi chứ bác cứ mí mí con không hiểu. Thì cứ cho đại là cục xôi đi. Cục xôi còn có đầu có đuôi phải không mày? Cục xôi có đầu có đuôi. Vậy bác hai ơi, bên nào đầu còn bên nào đuôi con không biết à? Thì cái bên nào đầu cái bên nào đuôi á mày, mày về mày hỏi má mày á. Má mày biết á. Nhưng mà sao má con biết vậy bác hai? Vì tề gia nội trợ là cái việc của đàn bà nên mày về mày hỏi má mày, má mày giải thích cho mày nghe. Dạ nhưng mà bác ơi, má con chết rồi làm sao mà hỏi được? Vậy thì má mày chết rồi hả? Dạ. Nhưng mà chết khi nào? Dạ má con chết, dạ khi con mới vừa 5 tuổi ạ. Má mày mất lúc mày mới có 5 tuổi thôi hả? Dạ. Đáng thương quá. Dạ. Hoàn cảnh là thật là đáng thương. Dạ. Nhưng mà tại sao má mày mất khi mà mày mới 5 tuổi mà không đợi mày trưởng thành 25 hay là 30 tuổi rồi hả mất? Dạ sống chết còn có số bác à. Không có số kiếp gì hết mày. Mà phải nói là má mày thiếu trách nhiệm. Má mày lánh nặng tìm nhẹ. Má mày sợ nuôi mày. Thấy không? Nói chung là má mày chết như vậy á là má mày đã vi phạm điều luật của con người. Bác hai ơi, nhưng mà má con á, mày không có cần biện minh. Nếu nhắm nuôi không nổi á thì đừng có đẻ. Chứ đẻ ăn chi rồi bỏ không có nuôi. Mà tìm đường để đi chết chứ hả? Dạ bác hai à, má con bị bệnh mà chết mà. Má mày bệnh chết ha? Dạ. Như vậy là má mày cố tình muốn bệnh. Trời đất thánh thần ơi, bệnh mà làm sao cố tình được bác? Ai nói mày không được mày? Tao mà cố tình tao muốn bệnh hả thì có nước trời cản à, chứ ai mà cản. Nhưng mà làm sao mà làm được? Thử thời đi, tao ra tao tắm mưa nè, tao phơi nắng tao dầm sương chừng vài ngày coi có bệnh không cho biết. Đó, mày nhìn đi, bên ngoài cũng biết bao nhiêu người mạnh cuội cuội đó. Vậy mà họ muốn bệnh rồi đùng một cái là là bước chân đi khắp cõi băng đầy, làm ăn mài gian xin lòng nhân. Có những người còn thân cũng đủ đầy, thế nhưng đào là ôm đào để xin tiền. Thì con biết, nhưng đó là chuyện của xã hội mà bác. Chuyện của nhân gian lắm thói lọc lừa, làm mà con người tao khuyên đừng nên. Sống giữ gìn làm sao đúng đào người, chớ nên ngồi không để trong no đầy. Con nghe bác khuyên bao nhiêu lời ôi hay quá hay, xin tuân thủ ngay, quyết giữ gìn không sai giống ai. Biết vậy à, tốt ha. Dạ bác hai ơi, vậy những người mà không tật lại muốn mình có tật, rồi không bệnh lại bảo mình có bệnh, vậy họ bệnh gì vậy bác? Bệnh làm biến chứ bệnh gì mà mày hỏi. Vậy bác ơi, má con ngoại lệ rồi. Má con bệnh thiệt chứ đâu có phải là muốn bệnh như bác nói đâu. Thật tình là má mày không có bệnh phải không? Dạ thật đó bác ơi. Nếu bác không tin á, con thề cho bác coi. Thôi đủ rồi. Vậy thì ít ra má mày cũng có phước thấy không? Được. Dạ. Có cái thằng con có hiếu như mày. Dạ. Dám bên giật cái lẽ phải cho mẹ mình. Vậy mà trong xã hội cũng còn có lắm đứa ngỗ nghịch. Nó ăn nói hồ đồ. Yeah. Nó trái treo với cha mẹ đó.
cái thứ đó mà con tao đó hả, tao giết nó chết, thấy không? Trời ơi, đừng có chọc đến cái miệng của tao. Cái thứ đó là bác là ơi, bác. Tao chết bác, với bác. Tao tao la làng la xóm là bác, để bác cho ơi, xóm ơi, biết rằng nó là bác. Thì con biết rồi, nhưng có khi bên ngoài á, người ta không biết chuyện gì, họ có nghĩ là con cả gan vào đây chọc ghẹo bác để bác la như vậy đó. Ờ thì tao la bác. Nhưng mà tao la cái chuyện gì nó đúng kìa. Dạ. Chứ đâu phải đụng đâu à tao la đó mà. Dạ. Mà tao nói thiệt nha, từ trước tới giờ chưa có cái thằng thanh niên nào ở cái xứ này mà đến đây nói chuyện với tao được ba câu nha mày. Dạ. Chỉ có mày thôi nha mày. Dạ. Tao nói thật chỉ có mày thôi đó nghe tí. Dạ. Dạ con biết chứ bác hai. Bác hai được mệnh danh là bác hai khó tánh mà. Ờ phải khó chứ mày. Dễ dãi quá rồi à, sắp nhỏ nó leo lên đầu lên cổ nó ngồi à. Dạ. Ai đâu mà dám làm vậy bác hai ơi. Ôi sao mày biết nó không dám mày. Thiếu gì cái cảnh cha mẹ dễ dãi cưng chiều con cái quá nên chúng hư hết. Mày không thấy à? Dạ con thấy chứ. Nhưng mà con cũng khuyên bác đừng có gắt gao quá rồi đâm ra. Mày im mày. Thấy không, tao dạt cái mỏ mày bây giờ. Dạ. Ai nói với mày tao gắt gao? Không phải tao gắt gao, mà đó là nguyên tắc. Vợ tao đi chợ á thì đi chợ buổi sáng chứ không có được đi chợ chiều, vì buổi chiều á là thường hay mưa. Dạ bác nói sao chứ buổi sáng cũng thường có mưa chứ bác hai. Nhưng mà mưa sáng ít có hại hơn mưa chiều. Còn con tao đi công chuyện á là đi không có quá nửa tiếng. Vậy lỡ đi xa hơn thì bác hai tính sao? Thì đi Honda ôm bỏ xe đạp ở nhà. Dạ, còn nếu đi xa hơn nữa? Xa hơn nữa là đi ở đâu? Quê hay là Nha Trang hay là Đạt Vũng Tàu á? Nè, ta cho mày biết nha. Dạ. Con gái mà đi xa như vậy là chẳng khác nào mày tạo điều kiện cho nó đi cặp bồ, thấy không? Mà con gái nếu mà nó cặp bồ thì nó sẽ hư. Đó, mày biết mấy cái con ếch không? Cái tháng mà ếch bắt cặp đó, mày biết chưa? Dạ. Mà đã hư á, thì gã cũng không có ai lấy. Thậm chí là gã bù cũng chẳng ai cho. Còn như con trai đó, đi xa thì tụ năm tụ bảy, không có việc gì làm thì bày đặt ăn chơi. Mà ăn chơi bình thường thì ai nói bày đặt chết thúc rồi xì ke rồi ma túy rồi sanh ra giật dọc ăn cướp giết người. Nhưng đâu phải ai ra đời rồi cũng hư hết đâu bác. Đời mà mày, ai biết trước được. Giả lại sanh con rồi chứ ai sanh được lòng. Thà tao ngừa bệnh còn hơn giải phẫu. Bác hai ơi, người ta nói là ngừa bệnh hơn là chữa bệnh. Ôi, cái thứ mà con cái mà tới cái giai đoạn đó đó hả? Có nước là phẫu thuật cho nó chết cha nó chứ hơi sức đâu mà chữa mày. Cũng không cần tới bác sĩ giải phẫu đâu mày. Ở nhà đó, mày biết tao lấy dao phai đó phải không? Tao phẫu nó một cái là nó xong liền. Dạ bác nói nghe thấy ghê quá bác hai ơi. Ghê cái gì mày? Thà ở nhà phẫu mà nó còn nguyên hơn là để ra đường tụ tập đua xe rồi xúm nhau tông vào xe của người ta. Tới chừng đó đó, không thiếu cái này cũng thiếu cái kia, thấy không? Thà cho nó làm con ma lành lặn hơn là làm con quỷ một giò. Bác đó nghe, ai bảo bác khó đâu. Nhưng mà con thấy bác á, như là có một cái gì á, có một chút gì á, rất là dễ thương. Ê, mày nói vậy rồi có nghĩa là làm sao mày? Dạ có nghĩa là trong cái khó của bác á, có cái lộ ra cái gì đó, một cái gì đó đó đó. Ê mày nói tao lộ ra, ê bộ mày nói tao bê đê hả mày? Hồi nãy tới giờ tao đứng tao nói chuyện với mày, tao có một cái cử chỉ gì không mà mày nói tao lộ là lộ làm sao? Chỉ có bê đê á, hiện nguyên hình bê đê hả? Hay sao? Dạ dạ đâu có bác hai. Dạ ý con muốn nói là làm sao? Mà mày khoan nói ra mày. Bây giờ mày cho tao biết, mày là ai? Con cái của ai? Nhà nào? Nghề nghiệp tuổi tác? Mày tới đây có mục đích gì? Trời ơi, con mà bác hai không nhận ra nữa hả? Con của tao có khi bây giờ tao còn nhận chưa ra, huống chi mày. Trời ơi, vậy là trí nhớ của bác hai kém quá bác hai ơi. Không có phải kém, nhưng mà con của tao á, khi mà nó biết đi học rồi đó ha, thì chưa đứa nào dám đứng trước mặt tao mà nói chuyện hay trả lời với tao nha mày. Dạ chứ đứng đâu nói chuyện với bác hai? Chỉ đứng sau lưng thôi mày. Dạ. Cho nên lâu ngày vài tháng rồi tao cũng không biết hình thể mặt này chúng nó ra làm sao nữa. Có khi là tao chỉ thấy loáng thoáng thôi chứ không nhận ra là đứa nào nữa kìa. Thấy nó thấy tao ở đằng trước là tụi nó kéo xuống ở đằng sau. Mà tao ở đằng sau thì tụi nó kéo nhau ở đằng trước. Vậy thét rồi nó cũng quen. Dạ. Dạ bác hai ơi. Vậy rồi làm sao bác quản lý được?
Ai? Ai nói với mày không được mày? Cứ đến 7 giờ tối nè, tao đứng trước cửa buồng vậy đó. Tao kêu tên từng đứa, hai đứa nào có mặt đã lên tiếng, thấy không? Mà tao đố đó, tao đố đứa nào vắng mặt đó, tao đố đứa nào không dám lên tiếng đó. Dạ dạ. Vậy rồi khi muốn thưa với bác chuyện gì á, rồi các cô đó phải làm sao? Thì nó chuyển lời qua má nó. Ở nhà tao có cái đường dây liên lạc mà mày. Dạ. Hả, khi nào tao gật đầu á thì má nó mới gật đầu. Ở dưới tuân thủ làm theo thôi. Phải nói là bác Hai làm việc nguyên tắc ghê đó nghe. Chẳng những nguyên tắc nè, thấy không, mà còn phải tôn ti trật tự nữa à. Yeah. Lớn nói nhỏ nghe, nhỏ nói thì lớn nghe. Yeah. Chứ tao thấy có nhiều chuyện rồi tao nói ôi thôi nó tan lạng xà bần hết trơn á. Lệnh ở trên ban xuống nhưng tới dưới làm lơ, họ cứ ngờ như tờ theo ý riêng của mình, gây sao trộn tùm lum mặt thiên hạ cười ghê đó mày. Nhưng cho sao như thế, pháp chỉ để làm chi, phép vua thua ý làng nên tự tung lộng hành, khi đổ bể từ lưa nhận khuyết điểm rồi xong. Vậy thôi, có khuyết điểm nhận là xong chứ sao mày. Ủa sao ngộ vậy bác, sao nhận khuyết điểm dễ vậy bác? Tình trạng đó hả, theo con hả, là phải bỏ tù hết mới đúng á. Tao cũng nghe bỏ tù hoài á chứ, mà tình trạng đó cũng không có dứt được. Cứ vài ngày đọc báo là tao thấy có cái tình trạng đó. Ủa mà sao nãy giờ tao nghe toàn là mày hỏi tao không à, còn tao hỏi mày sao mày không trả lời mày? Nhưng bác hỏi con cái gì? Tao hỏi mày, ý tao muốn hỏi là tao muốn biết mày là ai, là cái thằng nào. Dạ thưa bác. Còn cái chữ kính, cái chữ hai đâu? Dạ con quên. Dạ kính thưa bác Hai. Dạ con tên Tý, quê thì tận trên Củ Chi. Trong bắp với mì đôi khi cũng đi bán ly mua chì, thân thì Cù Kỳ. Cù Kỳ là cái gì? Nói đi, cái gì là Cù Kỳ? Dạ Cù Kỳ là Cù Kỳ, Kỳ Cù là Cù Kỳ, chứ chi là Cù Kỳ. Thằng Quỷ Nhi nói chi ly xem chữ kỳ mi là gì, mày cứ mi mi Cù Kỳ khiến cho tao chẳng biết gì. Nói con nói xin nói lẹ, vì thân đơn cúc côi, từ Cù Kỳ là thế. Thằng ăn nói lung tung thì lẽ bông sông thân đơn, cứ nói trà ra cho rồi, bài đặt nói Cù Kỳ khiến cho tao không biết gì. Mệt mày, mai một đừng lằng nhằng thế kia nghe thằng yêu. Nói chuyện mày. Tao mệt quá. Dạ bác, bác có sao không bác? Ho dạ, mày dạ. Trời chở gió. Dạ tao ho. Dạ con biết. Dạ mai mốt con không dám vậy nữa đâu. Nhỏ mà người lớn nói biết nghe thì tốt. Dạ. Mày nói mày ở Tuốt Củ Chi á. Dạ. Mà sao mày lại biết tao mày? Dạ bác quên rồi, chứ có kỳ con bán cho bác á 10 cái ly đó. Bác nhớ không? 10 ly. Dạ. Bác rẻ á. 10 ly. Dạ. Tao nhớ ra rồi. Ý mày ơi, nói tới 10 ly của mày tao mới nhớ. Dạ. Cái nhà gì đâu mà xài 10 ly, mới có 7 năm làm bể cha nó hết 2 cái rồi. Mà thử coi cái nhà đó mày thấy rồi, tao nóng được không, tao tức được không chứ. Dạ. Tao sống không thọ với cái nhà này. Dạ dạ. Trời đất quỷ thần ơi, 7 năm mà bể có 2 cái ly mà than quá trời. Công nhận bác than dữ nghe. Than phải than chứ mày. Vậy chứ mấy trăm chén dĩa kiểu của tao nè, tao xài đó coi, tới nay đó coi, tao tính là 3 đời rồi. Dạ. Mới bể có 1 cái. Dạ vụ đó con biết. Ủa sao mày biết mày? Dạ dạ. Dạ tại kỳ đó ngày nào con cũng đi ngang qua đây nè. Cái con nghe bác chửi. Chửi sao? Đâu cũng cả tháng trời nha, về cái chuyện mà cái chén bể đó. Cái thằng này, sao mày theo dõi chuyện gia đình tao dữ vậy mày ha? Dạ không phải là theo dõi,
Nhưng tại thôi dẹp cái chữ tại của mày đi mày. Bữa nay mày kiếm tao với mục đích gì? Nói mày. Dạ. Dạ con nhờ bác giúp cho con một chuyện. Chuyện gì? Dạ thưa bác. Dạ con và cô ấy yêu nhau. Yêu bao lâu rồi? Dạ cũng được 3-4 năm gì đó. Tụi con muốn đi tới hôn nhân. Vậy thì quá tốt chứ còn gì nữa. Dạ nhưng mà... Nhưng mà sao? Nói tao nghe. Dạ nhưng ngặt là gia đình cô ta, cha khó khăn chẳng ai sánh bằng. Từ lâu duyên tình muốn mình chung đôi, mà không biết sao để con lo liệu, nên định nhờ bác hai đứng ra làm mối mài. Ý Tý ơi, mày quá mày lắm rồi nghe Tý. Dạ sao bác? Hết chuyện rồi bữa nay mày nói. Trời ơi, mày nói tao ngu hả Tý? Con đâu có nói bác ngu đâu. Mày mới nói thất thì đây nè. Mày nhờ tao làm mai mối cho mày. Dạ đúng rồi. Thì người ta thường nói trên đời có 4 cây ngu: làm mai, lãnh nợ, gác cu, cầm trầu. Mày nói tao ngu hả? Dạ không phải, dạ không phải. Dạ con nghe bà con cô bác ở đây nói á, là trong cái làng này á, chỉ có bác là người có uy tín nhất. À dạ. Vậy là mày nhờ tao phải không? Dạ. Mày nhờ tao làm mai làm mối giùm đó phải không? Dạ đúng vậy. Chỉ cần mà bác chịu một cái là giúp được liền. Chuyện gì cũng xong. Mong bác thương ra tay giúp giùm, thì con nguyện rằng suốt đời mang ơn. Đừng nói tiếng ơn tao không có nhận. Giúp được thì cứ giúp thôi. Ơn nghĩa gì phải khắc ghi. Quỷ sứ, mày sao bày đặt bày điều quá. Vậy là bác nhận lời rồi hả bác hai? Con cảm ơn bác nhiều lắm à. Con cảm ơn bác. Nè, nhưng nhớ khi được vợ rồi thì phải thương yêu người ta, ráng mà chăm lo hạnh phúc. Chớ đừng có bày đặt rượu chè cờ bạc đánh lộn hay không. Rồi tới chừng đó kiếm tao mà mắng vốn là tao không có chịu đâu hả nghe không? Dạ không có chuyện đó đâu bác ơi. Nghe tao hỏi nè. Dạ. Cái con nhỏ đó con cái nhà ai mày? Dạ con cũng không biết nữa. Mày nói cái gì kỳ cục quá. Mày không biết cha mẹ nó làm sao mà tao tính được. Dạ nói thiệt với bác vậy. Tụi con á là đôi ba ngày mới gặp nhau một lần. Mà gặp nhau á thì chỉ nói chuyện được 5 phút à. Cái con hỏi nhà cô ta không chịu chỉ. Hỏi cha mẹ, cô ta cũng không chịu nói nữa. Cô ta chỉ nói là cha cô ta khó tánh lắm, nên không dám cho con biết. Như vậy đó, mà kéo dài gần 4 năm rồi đó bác. Ý mèn đét ơi. Coi vậy mày cũng có cái sức chịu đựng dữ ha. Dạ. Vậy rồi mày muốn tao giúp mày bằng cách nào đây? Dạ bữa nay á, đúng là ngày tụi con hẹn gặp nhau. Không mấy bác chịu khó đi với con đi, tới gặp cô ta. Không chừng bác hỏi cô ta, rồi cô ta sẽ nói cha mẹ cô ấy là ai á. Mày thấy như vậy là có làm phiền tao dữ lắm không mày Tý? Thôi bác ráng giùm con chút xíu đi bác. Dạ từ đây tới đó không có xa đâu. Thôi được rồi, để tao sửa soạn ha không. Đi. Dạ bác lại lẹ giùm con bác ơi. Từ từ mày, trời đất quỷ thần ơi, cái thằng này mà. Trời ơi, nó muốn vợ tới nước rồi. Trời ơi, bác chậm quá. Con chạy trước nha. Ơi, mà cái ở đâu? Ở cái điểm chỗ nào? Ở ngay đầu làng đó bác. Con chạy trước rồi bác đi sau nha. Chứ chạy vợ rồi. Trời ơi, cái anh này kỳ cục ghê vậy đó. Chỉ có 5 phút để gặp hả? Thôi chết rồi, bây giờ chỉ còn có 3 phút mà chưa tới nữa. Trời ơi, thôi rồi, trời đất ơi, chỉ còn có 2 phút rưỡi à. Thôi ơi, Tý ơi là Tý, anh đâu rồi Tý ơi? Trời ơi, Tý là chuột thì phải nhanh, phải khoét vách mà đi cho lẹ chứ. Sau đó ông đặt tên Kim Quy cho rồi đi cho chậm như ruồi đó. Rồi, mất cha nữa nửa phút nữa rồi trời. Ôi trời ơi, Tý ơi là Tý. Bé Nam, anh tới rồi nè. Quỷ anh á, tại sao giờ này anh mới tới chứ? Bé Nam ơi, tại anh á, anh không cần ấp mở nữa, nói gì thì nói lẹ lẹ đi, chỉ còn có 2 phút à. Bé Nam à, từ từ chứ, em làm anh gấp quá anh, ta cho anh thở chứ. Không, từ từ làm sao mà được. Vậy em nói trước à nghe. Anh Tý ơi,
Mấy ngày nay em nhớ anh lắm, nhớ đến nỗi ăn không được, ngủ không có được rồi hết. Thôi em về nha. Trời, bé Nam, đứng lại. Trời ơi, yêu đương cái kiểu gì mà kỳ cục quá trời vậy. Tự nhiên gặp nhau cái nó ào rồi cái hết câu rồi bỏ chạy à. Chứ ai biểu anh tới trễ làm chi. Anh cũng biết là em không có thời gian mà. Hễ mà về trễ là em sẽ bị chửi. Chẳng những em bị chửi mà má em còn bị chửi nặng hơn nữa đó. Đã vậy thôi sao? Lơ mơ còn cạo đầu trét dầu hắt nữa kìa. À thì ba em giận nói vậy thôi. Chứ không lẽ ổng nỡ làm vậy sao? Sao anh biết ổng nỡ? Chị bé hai em hồi đó đó, lúc mà chưa có chồng á, đi về trễ một lần á thì bị cảnh cáo. Lần thứ hai á là bị cấm không cho ra khỏi cửa nửa năm. Còn lần thứ ba thì bị lấy kéo sởn đầu. Rồi trét dầu hắt lên đầu. Cũng may là lần đó hết dầu hắt nên ổng trét đỡ nước màu. Trời ơi, trét nước màu chắc là rùi bu dữ lắm à. Mà ba em làm gì mà quá đáng dữ vậy? Vậy ở nhà không ai dám phản đối cái chuyện ba em làm sao? Ai dám phản đối? Nếu phản đối hả thì bị ghép vào cái tội phản bội. Trời ơi. Mà nếu phản bội thì lập tức cuốn gói ra khỏi nhà. Ghê như vậy. Ê, trời ơi, chết rồi anh Tý ơi. Gì chết, thôi. Trời ơi, còn có một phút nữa thôi à. Anh nói gì thì nói lẹ đi, để em về. Bé Năm, chúng ta không thể nào mà kéo dài tình trạng này nữa đó. Mà chúng ta phải đứng lên. Chứ nãy giờ chúng ta có ngồi đâu. Đất ơi, không phải vậy. Ý anh muốn nói là đứng lên đây là xóa bỏ bất công, tháo gỡ gông cùm. Ba em chỉ có gông à, chứ không có cùm. Trời ơi, anh nói vậy mà cũng không hiểu nữa. Ý là ý muốn nói là chúng ta phải mạnh dạn đấu tranh chống lại ba em. Anh dám không? Thử đi rồi biết. Anh đụng thử ổng đi rồi anh sẽ thấy lợi hại của miếng vỏ chim nhạn lạc đàn. Chim nhạn lạc đàn? Vậy là sao? Ở nhà hả? Má em chỉ trả lời tiếng thứ hai thôi, là ly tách chén bát bay tới tấp. Đó là miếng chim nhạn lạc đàn. Nó còn lợi hại hơn 72 phần công lực của Tề Thiên Đại Thánh nữa. Trời ơi, ý anh đâu có phải là muốn đánh lộn, mà là phê bình góp ý những cái gì mà khó khăn quá đáng của ba em kìa. Không dám đâu anh ơi, chỉ cần bình thôi là đã thấy phê rồi. Còn ý hả, sợ chưa góp xong là đã bị xù. Còn đâu nữa mà phê bình với góp ý chứ. Chẳng lẽ ba em khó dữ vậy à? Em đã nói lâu rồi chứ bộ chưa nói sao? Nhưng mà anh nhất định là sẽ cưới em. Anh nhắm có chịu đựng nổi 3 năm dồi mài kinh sử không? 3 năm là sao? Vậy nè, cứ chiều á, đúng 5 giờ là tới nhà ngồi đó nghe ba em thuyết pháp tới 10 giờ đêm mới được về. Mà hễ nghỉ một ngày á, là coi như bỏ, làm lại từ đầu. Trời đất ơi, cứ như vậy mà kéo dài 3 năm hả? Dạ. Rồi làm sao chịu nổi? Bởi vậy, vậy mà anh rể của em á, chồng của chị bé hai chịu đựng đúng 3 năm đó. Anh Tý à, còn tụi mình á, em nghĩ chắc khó đạt thành mộng đẹp duyên ưa lắm Tý à. Bé Năm, sao em nghĩ vậy bé Năm? Anh Tý, là vì anh không thể qua được rồi. Nhịp cầu lắc lẽo ba đặt ra rất khó khăn mà qua. Đừng buồn nhé em khi đã yêu anh quyết không màng. Dù cho cách núi mấy sông nguyện cùng vượt qua. Nhân tính của ba còn hơn núi chơi sông mò biển sâu tìm. Đó, ba em khó lắm anh Tý à. Em yên trí đi, anh đã có cách rồi. Cách gì? Anh sẽ lấy nọc trị nọc. Gì? Lấy nọc trị nọc? Quên. Trời ơi, tụi lấy nọc rắn với người ta hả? Không phải, nói lộn. Lấy độc trị độc. Lấy độc trị độc? À? Bởi em nói anh mà. Sao? Trước khi mình nói thì mình phải suy nghĩ cho kỹ. À. Mình phải uống nước. Cái gì uống nước? Người ta kêu là uống lưỡi. Uống lưỡi hả? Uống lưỡi 7 lần á. Thôi mà kệ đi, miễn em nói có chữ uống được rồi. Mà nè Tý nè, em cho anh biết à nha, dù sao thì đó cũng là ba của em. Anh không được xài cái kiểu giang hồ với xã hội đen à nghe. Trời đất ơi, em nói kỳ vậy Năm. Cái đó là hạng người mà mất nhân tính, còn anh ấy vẫn còn lý trí mà. À, anh nói vậy thì em nghe phải á. Nhưng mà anh nghe em hỏi nè, vậy chứ bây giờ cách nào, cách gì anh nói em nghe coi. Anh đã nhờ được một người có uy tín nhất vùng này á. Nhưng mà anh ơi, anh nhắm cô có được không đó nghe. Anh bảo đảm là sẽ được. Chị đây là một người đảm bảo uy tín. Khi mà bắt ấy ra tay á thì chắc chắn là sẽ được. Chắc chắn sẽ được á anh. Tý ơi, hả? Ai vậy?
Hả? Nói cho em nghe coi, tên gì? Ai tên gì? Nói đi. Bác Hai Kỳ Khôi á. Hả? Cái gì? Bác Hai Kỳ... Hết giờ, xỉu. Năm ơi, trời ơi, tự nhiên sao xỉu vậy trời. Năm ơi, bác hai ơi. Bác Hai ơi, tự nhiên xỉu bác Hai ơi. Mệt gần chết luôn. Mày quý vật mày ha. Mày nói ở đầu làng, mà mày đi tới cuối thôn, làm tao chạy còn chút xíu chạy tuốt luốc rồi. Bác Hai ơi. Mèn ơi. Bác Hai, bộ mày đi bắt ma hay sao mà mày chạy dữ vậy? Trời ơi, bao hại tao chạy thôi mày muốn chết luôn vậy. Bác nghe con nói nè, không xong rồi bác Hai ơi. Tự nhiên cô ấy xỉu rồi. Ôi, ba cái chuyện nhõng nhẽo đó mà mày cũng không biết nữa là sao? Vậy mà nói yêu đương cái con khỉ khô. Kêu nó vậy coi. Để con kêu. Năm ơi, vậy đi Năm ơi. Có bác Hai tới nè Năm. Năm. Anh Tý. Anh nè. Tý ơi. Hả? Em nói. Đó là... Rồi, xỉu nữa. Ta lại. Bác Hai ơi, xỉu nữa là bác Hai ơi. Ý màng đấy coi, cái gì kỳ vậy? Làm gì vậy, xỉu hoài vậy? Mày để tao. Dạ. Nè. Cô kia. Cô. Sao bác? Cô. Trời đất ơi. Ê Tý à. Dạ. Sao tao nhớ cái con nhỏ này nó hơi quen quen đó nha mày nha. Trời ơi, cô ta ở xóm này làm sao mà không quen được. Mày nói nghe cũng phải. Mà mày nghe tao hỏi nè, mày thương cô ta thiệt tình không mày? Dạ thiệt chứ bác. Nhưng mà ngặt một nỗi là ba cô ta. Mày không có cần sợ. Đã có tao. Có tao á, thấy không? Có Hai Kỳ Khôi này rồi. Dạ. Thì mọi việc là phải xong thôi. Vậy chắc hả bác? Tao bảo đảm. Nếu không xong á thì tao sẽ cúi xuống nè. Đó, cho mày đánh. Mày đánh tao bao nhiêu là tùy mày. Trời ơi, nhà tao mà mày uy tín ở cái làng này mà kêu nó vậy, để tao hỏi coi cha mẹ nó là ai. Dạ dạ. Em ơi. Năm ơi. Vậy nghe bác Hai hỏi nè Năm ơi. Năm đừng sợ cái gì hết á. Năm ơi. Năm. Ba. Con lại ba. Ba ơi, đừng có cạo đầu con nghe ba ơi ba. Ê, đâu? Ba cô đâu? Được rồi, nếu mà ông ta tới ha, thì tôi khỏi phải đi tìm. Đâu? Cô ba đâu? Ba cô đâu? Ba ơi, ba tha tội cho con ba ơi. Con không dám nữa đâu ba ơi ba. Ủa, Năm ơi, ba em đâu? Đâu thấy gì đâu. Ba cô đâu? Tôi có thấy ai đâu. Ủa, có ổng có leo lên đọt cây không mà sao cái cô này có... Năm ơi, em sao vậy Năm? Ủa, cô đừng có khóc. Có tôi ở đây nè, cô đừng có sợ. Còn để có gì tôi nói với ba cô cho. Ba ơi, con nè ba. Con là con của ba nè, con bé Năm đây nè. Bé Năm? Dạ. Nhưng mà bé... Chẳng lẽ mà mày là... Con là con của ba nè. Ây trời đất thánh thần ơi, mày quá lắm rồi mày ha. Con lại ba. Mày biết ba... yêu rồi ha bé Năm ha. Ba tha lỗi cho con. Dạ con 24 tuổi rồi mà ba. Sao? Mày à... Mày nói mày 24 rồi hả bé Năm? Dạ. Ý màng ơi, vậy là ất khởi tí y 7 năm rồi tôi mới gặp mặt nó đó. Dạ, tại vì ba khó quá à. Con làm sao dám gặp mặt ba được chứ. Nhưng mà mày... Dạ. Bác Hai, vậy là bác Hai là ba của Năm hả bác Hai? Con lại bác mà bác con bé Năm thương nhau thật tình hả bác Hai? Mấy người thật tình thì thấy kệ mấy người, thấy không? Nhưng mà tôi không có chấp nhận cái chuyện tình yêu đương như thế này. Bác Hai ơi, hồi nãy bác có nói á, nếu mà không xong á thì bác cúi xuống cho con quýnh bác nhớ không? Chắc nhớ chưa?
Thì đó. Ra mày gài tao ha. Không có, không có. Nè, mày gài tao cúi xuống cho mày đánh ha. Dạ không phải vậy, con không có dám. Con chỉ nhắc nhở bác thôi à. Nhưng mà tao không có chấp nhận được. Tao không chấp nhận con gái mà lại trời ơi, trời ơi. Kìa bác Hai ơi, bác Hai đừng làm vậy. Bác Hai đừng cúi xuống cho con đánh, kỳ lắm bác Hai ơi. À, thôi rồi rồi. Cái trí nhớ của tao nó đã phục hồi rồi. Tao đã nhận ra mày. Chính mày là cái thằng nghĩa hiệp xông vào đỡ đòn cho con gái tao. Thì ra mà vô đỡ đòn cách nay 7 năm. Đúng rồi, tình yêu tụi bay bắt đầu từ cái chén bể nè. Nhân nghĩa lễ tri tinh, sống trên đời chữ tinh mình phải giữ. Vậy thì một lời của tôi nói ra bốn ngựa khó theo. Thôi thôi, Tí ơi, tao chịu thua mày rồi đó Tí. Dạ, dạ con thưa thật với bác, tụi con quen nhau á từ lúc đó tới giờ nhưng mà vẫn còn trong sáng. Đó là cũng nhờ cái tính khó của bác khéo dạy dỗ con cái. Nhưng mà bác cũng thấy đó, có khi bác khó quá, đâm ra từ đó tới giờ đó, không biết mặt mũi con mình ra làm sao nữa, bởi đứng sau lưng và dưới bếp không à. Thế cho nên bây giờ... Thế cho nên bây giờ à, tao mới đi làm mai con tao cho mày đó. Thôi được rồi, thấy không, mày đừng nói đánh đầu tao nữa. Từ nay tao sẽ cố gắng sửa đổi cái tính thủ cựu của mình. Nhưng mà tụi nhỏ của bay á, cũng không nên thấy cha mẹ dễ dãi quá rồi đâm ra lộng hành à, thì cũng không có được. Dạ con không dám đâu bà ơi. Còn Tí mày đó. Dạ. Nếu mày muốn cưới 3 năm thì mai tới nhà làm đúng thủ tục đàng hoàng nha mày nha. Dạ. Cái chuyện mà thủ tục là con chấp nhận liền. Nhưng mà một cửa một dấu thôi bác, chứ con sợ rườm rà quá đó rồi tới già không cưới được vợ luôn á. À, thôi được, tao sẽ cố gắng. Nhưng mà ngày mai đúng 5 giờ chiều tới nhà tao dồi mài kinh sử nha. Ba ơi, tới 3 năm lận sao ba? Ai cho phép tụi bay 3 năm hả? Ai cho phép tụi bay 3 năm? Chứ nhiều ba. 3 ngày thôi. Ê, quang hôn. Tao ba đổi ngày. Mới rồi. Quang hôn, quang hôn ba. Ê, nhọt, ba nhọt không? Cảm ơn bác nhiều lắm. Thương ba quá à, ba ơi, quang hôn ba.
đời cờ bạc thế nào rồi cũng mát. Lúc ăn thì cởi hạt thành tiên, đến khi thua thì giống hệt cái thằng ghiền, ngồi cú rượu không tiền mua gạo. Người ta thường nói hễ phú quý thì sanh vợ đôi vợ ba, còn bài bạc thì sanh đạo tặc. Trong lúc nguy nan không tiền cờ bạc nên tôi mới lén đập con heo của thằng Tý lấy ra đếm được 40 ngàn. Dù số vốn ít ôi nhưng tôi cũng ráng lết lại để ngồi xong. Bài bạc gì mà tức chết đi thôi, hãy mình hai phé thì họ ba con, mà mình ba con thì họ sảnh, mà hãy mình sảnh thì họ thùng. Nhìn 40 ngàn đồng sắp chết yếu đến nơi, cặp mắt tôi muốn đổ hào quang, nhưng tôi cũng ráng bên kỹ để gỡ gạt lại phần nào. Nhưng mà nào ngờ đâu khi dở bài ra thiên hạ hai đôi đó nghe. Còn tôi thì lại binh bố lộng. Tiền lãi thì ngày càng chồng chất, gia đình nghèo khổ là tại ai đây, hay là chỉ tại cái thằng Tây hai đầu? Nợ thiếu tư văn con thì đau ốm mà vợ lại mang bầu. Tôi thấy cái nghề cờ bạc coi bộ không có khá, tôi mới xoay qua cái nghề nhậu. Bữa nọ buồn quá tôi mới rủ thằng bạn nhậu một bữa, quát cần câu không thấy đường về. Túng thế tôi mới lủi tuốt vô bụi tre gai làm một giấc cho tới sáng. Đến chiều bà con cô bác họ đi chợ về họ thấy nên họ mới hát nhạo tôi về nè. Rượu uống chút đinh thì vui, uống chỉ cho xịn mà lủi vào bụi tre gai. Thế thì hủ lô nó đè bẹp, còn ngọn cỏ tiêu đều bởi lục lỗ nó làm càng. Cờ bạc thua thì nở keo la làng, còn thân nhậu rượu thì bò càng thêm xấu hổ. Bởi vậy tôi nhận thấy cờ bạc rượu chè là hai điều nguy khổ, nên tôi quyết lánh xa để tìm thú vui bên liều nhựa với mâm đèn. Hút, hút là một thú vui không trong không lên trần nhà mà tưởng tượng như là phi cơ bay. Đôi mắt liêm diêm nhìn ánh đèn dầu leo lét mà cứ ngỡ đang mơ màng bên ánh trăng thu. Có nàng tiên nữ nắm lấy tay tôi mà bay về nơi quán cung hằng. Không có
có cánh để tung bay, nhưng tôi cũng được làm tiếng hơn mấy năm trời. Tiền, tiền của tôi không phải ở thiên đình, mà thuộc về tiên nâu nằm ở trong hẻm, không sợ Ngọc Hoàng mà chỉ sợ mấy anh cảnh sát. Tôi còn nhớ bữa nọ tôi và mấy thằng bạn tiên đang nằm nhả khói phun mây thì bỗng nghe tiếng còi rét rét ở bên tai. Tôi cứ ngỡ Ngọc Hoàng sai thiên sứ thiên lôi xuống để mời tiên về chầu Thượng Đế. Nhưng không phải anh ơi, đó là mấy anh cảnh sát đến bao giây để mời tiên về trại cai nghiện. Tiên không bay được về trời thì bay về trại nằm phơi môi trì. Tôi đã gia vào ba, còn một vách thứ tư tôi cũng gia luôn cho nó trọng. Tôi liền xây qua cặp vô mấy cô bán bia ôm, với hy vọng là tìm khuây quả trong những tháng ngày còn lại. Thấy tôi các nàng lôi kéo, anh hỡi chồng hỡi cục cưng ơi, tim này gửi trọn cho anh. Sạch túi thấy mình các nàng quay lưng, chạy theo mấy chú sang vào, nó bỏ tôi mà không một lời an ủi, chỉ tặng lại cho tôi một chân bệnh nguy nàng. Từ nay tôi tận tới già, hôm nay nhắc lại để mà làm gương. Khuyên ai xa lánh trăm đường nguy cô hai à, cô ba à, cô à, nào có muốn giấc thê gửi cho phu quân ở Đài Loan ở Hồng Kông. Ngộ à chen mong giấc thê miếng bằng chỉ tàu à, cho mấy người lấy chồng ở Hồng Kông Đài Loan à. Ngộ giấc mề mặn à bê ly ngộ à, dạ. Bánh tiêu bánh bò dầu cho quẩy cục chì lăng thôi à hey. Ai dầu cho quẩy bánh tiêu bánh bò ha. Hey 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 hey, lấy muốn bánh bò cháu quậy ở bánh tiêu à, lấy ra chỗ khác đi, lấy cách lấy à 100 thước á, lấy muốn giao cái này lấy giao, còn cái chỗ này là cái chỗ cửa ngõ mà tỷ chứ à, lấy đứng đứng ngay ngay chân à, ngay chân cái chân một lóng cái này, lấy giao vậy, lấy có lẹt không? Ê ê ê ê, cha già mắc dịch, cha mắc tôi, cái chỗ này chỗ của ông hả? Đây là cái chỗ lòng lề đường cho bộ của ông, sao ông đuổi tôi không cho tôi bán hả? Tại sao? Đúng rồi, lòng ý là ở đây là cái chỗ lòng lề đường, nhưng mà ngộ là lộc quyền ở đây là mề lắm rồi. Trời ơi, không dám đâu. Trời ơi, tôi bán này cũng mười mấy năm nay độc quyền cái con khỉ khô, bây giờ tôi ngồi đây tôi bán ông làm gì tôi? Ây dời ơi, trời ơi, bây giờ ngộ chắc ngộ tả lị xảy quá. Lị hả? Cái gì? Ngon hàng. Ông tả tôi phải không? Ông tả tôi thì bây giờ tôi sẽ tả. Cái này sụp xịt. Cái gì sụp xịt? Trời ơi, ngộ à, bị liệu, lị có muốn tả ngộ đó, lị có muốn lấy cái gì, lị cũng lấy nhỏ đi, lị làm cái gì, lị la một cái à. Ngộ bệnh lẹo mà. Nói nhỏ phải không? À. Nói nhỏ thì tôi sẽ nói nhỏ. Ờ, à, tôi nói nhỏ tôi ta. Cái này là sụp xịt. Ây trời ơi, chắc ngộ bị đi đâu thêm mà ngộ chết quá trời. Tôi nể ông đó nghe. Nể ông bị liệu đó nghe. Chứ mấy tôi luộc ông chính luôn đó. Trời ơi. Giờ tôi đi nghe. À.
chục xịt bánh tiêu bánh bò dầu cháo quậy hao mồ tổ lên chục xịt bánh tiêu bánh bò dầu cháo quậy hao dài cái kiểu này à, bẻ lại à, cái như hát làm ăn vậy là dài. Hay da, lấy ngồi lấy cái miếng giấy coi. À, lấy ngồi không? Lớp phong lông đó, lúc cho nó xả suy à, lúc cho cái thằng cháu quẩy này à, bữa nay à, cho nó không có cháu quẩy được luôn. Đừng có chọc ngọ đấy chứ. Lúc, ây trời ơi, rồi trái nha. Đó, những cái suy xảo à, nó lê chơi hết trơn à. Trái, chục xịt. Trời ơi, chú Dùn ơi là chú Dùn tôi đây nè. Tự nhiên cái là đưa nguyên một cái miếng giấy trái vô mặt ta, mai là phỏng mặt rồi còn cái gì. Tôi đi nè, làm gì nhìn tôi dữ vậy? Hey, lệ là ai vậy? Lệ muốn lại đây nhà ngộ à, viết thơ tình cho mấy cái ông xã của lệ ấy ở Lài Loan phải không? Không phải, tôi là Ba Tam đây nè. Hay à, lệ là cô Ba Tam. Ồ, cô Ba Tam. À, ngộ nhớ rồi. Ừ, nhớ chưa? Lý à, có cái thằng chồng ở Somali phải không? Cái dâu viên ông ở đâu mà Somali ông nội? Trời ơi, chồng ở Đài Bắc mà chồng đó là chính chú giới thiệu cho tôi đó, chú nhớ không? Hay rồi dạ. Chú còn kêu tôi là viết thư qua cho nó đó, nhớ không? Rồi dạ. Viết thư rồi chú còn dạy tôi ký tên đó, nhớ không? Cái tôi nói thôi tôi tên Ba Tam thì bờ A Ba Tờ A Tam đi. Cái chú nói thôi thời buổi hiện đại gạch đủ ba gạch là đủ rồi. Ây lúng dài ngộ tiết kiệm đó. Mà ai viết như vậy à, thằng chồng lì à, nó mới dễ nhớ. Dạch là Ba Tam đó. Ngộ nhớ rồi. Nhớ chưa? Ôi à, bữa nay à, tại ngộ mang cái kiến á, nó bị xe lè cái con mắt à. Ngộ không có thấy. Bữa nay bộ nhớ ông xã à, nhớ tới lại nhà ngộ viết thơ nữa hả? Thôi, nhớ thì có nhớ nhưng mà không có viết nữa đâu. Tôi hỏi thăm chú coi có thơ gì hồi âm của ổng gửi qua không. Sao mà viết hoài mà không thấy ổng hồi âm gì trơn trọi à? À cái này à, à tại ông xã lị quen hồi âm cho cô à, thì lị hỏi ổng á, chứ tại sao lị hỏi lại ngộ chê. Là tại vì hồi bữa tôi nói tôi mượn nhờ địa chỉ của chú. Chú nhớ không? Chú cũng dặn chắc tôi. Chú nói là thôi mượn địa chỉ của tôi đi liên lạc cho nó dễ. À đúng rồi, ngộ nhớ rồi mà. Có nghĩa là cái lệ chỉ có ngộ đó, cái người mà cùng chung à, cái nói chung là nó dễ hiểu á, cái người mà lê thê đó người ta dễ tìm. Trời ơi, bây giờ nhớ rồi phải không? Nhớ vậy. Gì đưa ra đây? Thầy lê cái gì? Thơ tình của bển hồi âm cho tôi. À. Có chưa? Ơi, có chưa, có rồi. Vô viên không làm gì vậy? Có chưa rồi, có rồi là sao? Tại là ngộ liễu đó, lị đừng có lấy. Bây giờ cuối cùng có hay là chưa? Ây da, sụt xịt. Tôi sụt vô cái mặt ông bây giờ chứ sụt xịt. Chưa có. Trời, nói chung là chưa có phải không? Đúng rồi. Thì nói đại chưa có đi, cứ sụt xịt. Lị đừng có, lị nói chuyện với ngộ, lị nói nhỏ thôi. Lị lấy lưng tiếng là ngộ dễ. Biết rồi, thôi biết rồi. Đó, nói vậy đó. Vậy nói vậy là chưa có thơ hồi âm phải không? Đúng rồi, nếu mà có thì ngộ đã đem qua lưu cho lị rồi. 2 tháng rồi, không biết bên đó có cái chuyện gì mắc dịch mắc tôi gì mà sao không viết miếng thư về là sao trời ạ? Hay là chắc có lẽ là thôi à, ngộ nghĩ ổng có cái gì đâu. Tại vì cái ông xì thẩu à giàu có làm ăn lớn lâu đó, cái công chuyện nó bè bọn mày nó quên rồi, nó không lấy tới. Quên cái gì? Sụt xịt. Ông sụt nữa, tôi đưa nguyên cái này vô họng ông bây giờ này, sụt đó ngồi đó mà sụt cái xịt hoài đi. Lì bởi vì ngồi nhoi rồi. Trời ơi, bữa Quên cái gì thì được. Chứ cơm gạo mà quên được sao? Chưa gì là cúp lương người ta rồi lấy cái gì mà ăn xài đấy. Lông dài, lý lắm mà nó cũng lớn. Bởi vì cơm gạo tiền len á, nó là cái vấn đề là bao tệ. À. Nó đâu có quen hay là cúp ngang của người ta lẹt thế không? Nếu như vậy à, thằng xì thẩu à, của lị à, nó làm như vậy à, nó là kể như là mẫu hậu len đó. Len cái gì? Bực bội ghê á. Hứa mỗi tháng gửi tiếp tế là 200 đô. Cái tháng đầu gửi được 150, tháng kế giật xuống 50 còn có 100. Cho nên tôi mới bực bội, tôi nhờ chú viết thơ cằn nhằn vừa rồi đó. Hay, lý lần có cằn nhằn, thấy không?
Lý lưng có căng nhằn à, xì xẩu nó còn gửi cho lại, lấy mà căng nhằn à, nó lính luôn đó. À, bây giờ làm sao? Lý còn căng nhằn là không? Tôi dắt lên cho lại nha. Bây giờ thì chơi cứ nức chửi bỏ chứ căng nhằn cái gì được nữa. Ha, vậy là Lý chỉ chịu thua đó hả? Thua gì? Chịu không chịu gì cũng thua bà nó rồi. Mà trời ơi, tôi cũng chả có tiếc cái gì đâu. Không có thằng này thì thay lấy thằng khác, nhầm gì đâu. Thì tại mình, ai biểu tại mình? Mình ham cặp bồ ngoại quốc, ham xì thẩu Đài Loan chứ. Phải rồi, Lý nói là phải rồi. Ở trong nước Tàu Tây có dãy lầy, muốn bồ ngoại quốc cặp lần tay, cần thay khẩu vậy à miên Lào Thái, khỏi cảnh tay lôi à ông lệ hoài. Tại ham chồng ngoại khoái đô la, nói chuyện bằng tay mỗi tay bà, muốn gửi thơ tình nhờ viết mướn, học hoài chỉ thuộc chữ tam ba. Cái chữ tam ba chính là cái tên của cô Ba Tam đó. Thì đó, thì cô phải thiệt lấy ký tên à, lấy gửi thơ cho xì thẩu à, để hối thúc giả chứ. Biết rồi, nhưng mà phải dè xì thẩu bỏ rơi tôi. Tôi lấy người quá bổn xứ rồi, xí số dách gì còn hiểu được, giàu ăn hoành thánh đói gạp xôi. Cô Ba nói thiệt phải không? Thiệt. Nếu mà cô Ba tính cặp bồ với cái người mà ngoại quốc ở bổn xí đó, thì ai duyên này đó là xin à, giới thiệu à, trực tiếp à, Lý khỏi cần phải viết thê là khỏi phải lấy chuyện à dê tay à dê chân lẽ. Phải không? Hả? À, có không? Có chứ. Có liền vậy hả? Chứ sao? Ở đâu vậy? Giới thiệu liền đi. Trời ơi tình đi. Cũng bực bội thôi, chả yêu thương gì ai đâu, nóng lòng thôi, chả đũa chơi vậy đó, chả đũa thằng cha xì thẩu dởm ở Đài Loan chơi vậy đó. À, có nghĩa là bây giờ mình trả thù đó. Ờ. Lát dài. Vậy thì lễ ngủ dẹp cái lồ này rồi á. Ngủ mời. Kêu ba mau lê với ngộ, băng qua bên kia mê lộ, lễ liệt gặp ghẻ anh ta. Gặp ai chú vừa nói rõ, thì tôi sẽ đi theo liền. Gặp người bản tiền là quá kiều bản xế. Vì bụng trả thù thằng cha già xì thẩu, nên tôi đi theo chú vườn. Chúng ta nắm tay bắt bộ, băng qua bên kia mé lộ. Em có chuyện cô lụng xe hơi, lo lật nhau mình thèn mốc trễ. Chú lo thân chú nặng nề, mau mau vô lệ, tránh đường xe gắn máy. Trời ơi kẹo nó đụng nó đè, chú phải đi cấp cứu. Rồi tới lề, không lụng chiếc xe là giỏi quá. Hay à, mình không có lụng chiếc xe nào, khỏe ghê. Mày có ba vào nhà đi. Hay, sao lại không vào nhà mà Lý cứ là cả nhấp quầy là Lý tại sao Lý nhấp quầy vậy hả? Hai, không nhấp sao được. Hả, Lý chứ? Nhà nào đây hả? Nhà nào đây chú Duỳnh? Thì nhà cái mộc mày kiều lợi lẽ mà cô Ba tính cặp bồ để trả thù với anh xì thẩu đó. Cái nhà này á hả? Đúng rồi. Nhà này Lý đừng có nói dòi, Lý đừng có la mà. Bực bội quá đi, ông sụt riết rồi tôi cũng xịt bây giờ đây là bực bội ghê vậy đó. Cái nhà này là cái số 35 xịt bả đường. Ê trời ơi chú vô nói trời ơi. Chú nói nhà này của ông ngoại kiều nội địa mà chú tính giới thiệu cho tôi hả? Sao mà tôi thấy này nó quen dữ lắm, làm như là gặp ở đâu rồi đấy nè. Hay là cô Ba? Quen lắm. Cô Ba tới đây hồi nào mà cô Ba quen hả? Hả? Không phải đâu. Thiệt mà. À, thôi đúng rồi. Tôi nhớ rồi. Cái số nhà này giống như là địa chỉ mà hôm trước tôi mượn của chú Duỳnh để liên lạc với ông ở bên Đài Loan. À, đúng không? À, thì... Đúng không? À thì đúng không? À thì sụt sịt đó, sụt vô bản mặt ông ơi, giờ sụt nữa đây, định sụt sịt gì đúng không? Nói đúng giờ. Trời thấy chưa, vậy là nhà này là nhà của chú đúng không? Thì cũng lung luôn, là người ngoại kiều nội địa mà chú tính giới thiệu cho tôi cặp bồ cũng chính là chú vừa anh đấy đúng không? À thì đúng không? À thì lung luôn đúng mà đúng. Ủa sao kỳ vậy, sao kỳ này la mà không có sụt sịt nữa? Hay tại vì nó sệ quá rồi, nó sẽ là nó chết cứng ở trong cái bụng rồi, hay nó hết sụt sịt lực rồi. Vậy là chú khôn quá, lòng vòng vẫn vô cửa, đã ló mồi dê sờm. Không dê là không chê cái mà về mê, cái mà sợ quê có lần tăng tăng. Đừng có nói thêm nữa, lòng tôi nóng như lửa, không ưa người hai lòng. Thưa cơm
ơi, vô vô ghê vô trong. Kê ba ơi, ngộ không hề ly, dịu dịu gãy tê về cô ba là gạo là lấu thành kem nhào nhạt. Trời ơi, nhảo tôi còn nhạt gì nữa trời à, tiếp. Chắc là chắc ở cái chỗ chữ nhạt đó cô ba. Chẳng qua ngộ thấy cô ba muốn thay sim lợi áo, cho nên sẵn dịp ngộ tự biên tự diễn và tự giới thiệu lễ cô ba liệt trăm năm ga nghĩa dễ dễ. Sọc. Không có cá hấp lẩu lên thì ăn canh dao mắm mới bèn thèm. Cô ba khỏi cảnh tới lại chờ lại già chật tiếp tâm tình khỏi lấy chèn bằng tay chân. Mỗi ngày lễ học ba tên qua ngộ học bà tên vẹt là cả nhà dê thay. Thật. Bỏ nghề giấc miếng lâu lai là thân mình cô lọc bà xe dây cha nghề. Trời ơi, chẳng ngờ là cho cái gì cho người thì nói cho người. Ủa, nói vậy hồi đó tới giờ á, chú Duỳnh chưa có vợ sao? Ngộ à, đã có 3 lần con về rồi. 3 lần? Nhưng mà cưới bà nào à, bà lấy ly hết trơn á trời à. Ủa, đi đâu? Một bà là tự nguyện rồi lên băng ơi. Một bà là ly theo cái diện làng tự gia làng. Còn một cái bà thì ly ly bình hưng hòa. Trời, nói chung là 3 đứa nó đều chết hết phải không? Không biết có chết không mà lắm dỗ 7 lần rồi. Trời đất ơi, thế là chú có mạng sát thế thì ai mà dám lấy làm chồng. Bởi vậy kêu chế cặp bồ ngan sen khỏi phải là lắm cưới lòng mà dòng. Chú làm vậy khác nào lợi dụng, lấy vợ khỏi tốn tiền không nhận cưới bông tai. A duyên chẳng lệ dùng ai. Trời. Sau khi chẳng gọi già lại là kể có là đời này nhiều loại mặt rô này, cái lưỡi ngọt xớt này, con dâu tôi giết người này mày. Nghe không? Lâu có lệ đừng có nói vậy. Không có phải vậy đâu à. Tại cô ba nhắc gan như cái con chim. Chim gì? Con chim mà nó sợ cây cung đó. Sao? Giận cái thằng cha xì xẩu rồi tiễn ngộ rồi cũng vậy. Cái thằng cha hứa lèo rồi nó bay đi mất tiêu à. Không ai biết có lâu mà kiếm. Còn ngộ là ngộ ở đây nè đó, địa chỉ này đó, cái số nhà này nè đó. Làm sao à, ngộ gạt lười. Thôi, không có tin ai được hết trơn. Mà thôi, nãy giờ chú tự chào hàng rồi. Thôi cũng được, để tôi về tôi suy nghĩ lại rồi sẽ kiếm chú sao nghe. Cô ơi cô à. Có điện tính nè cô. Mời cô ký vô. Cảm ơn. Nè, thơ của chú nè chú Duỳnh. Tại sao Lý lại nói thơ cứ ngộ? Ừ. Ở trong nhà này là ngộ đã nói rồi, cái gì cũng có Lý hết trơn á. Cái thơ đó mặc dù là không ngộ nhưng mà Lý cũng vẫn coi là của Lý lấy. Lý lấy Lý lọc lấy. Thôi Lý lọc là ngộ nghe chứ có cái gì đâu. Tôi đọc phải không? Tin tưởng dữ ha. Thôi vậy cũng được, bước đầu cũng hết sức là dễ thương, cũng tin tưởng. Chú A Duỳnh, nhà tôi cho chú ở nhà đã lâu, chú mau dọn đi để tôi bán cho người khác. Chủ nhà Trần Du Côn. Trời ơi, sụp xịt. Thấy chưa, trời ơi, con mắt từ nãy giờ đọc thư mà con mắt nó giật lia lịa hết trơn. Nam tả nữ hữu, đúng rồi, trời ơi, nữ hữu. Mắt phải nó giật. Nhà này của người ta, chú ở ké vậy mà chú dám nói là sau khi mà tôi cặp bồ với chú, căn nhà đó chú cho tôi. Rõ ràng rồi, bây giờ chú ơi là chú cũng mai à, tháng rồi ăn tương được mấy ngày cho nên đỡ chút. Rõ ràng chú hết sức rồi, chú lường gạt đàn bà mà trời ơi. Không có phải liền gạt, nhưng mà gian lận lừa đảo ba xạo bất lương đồ ba trọn. Cậu ơi, có một bức thư của ổng nữa nè, của ông A Dùng mà nãy giờ tôi quên. Rồi ký vô luôn. Thôi đi nha. Có lại lừa cho ngộ coi. Lừa gì? Để tôi đọc cho. Tất cả chuyện trong nhà là tôi phải đọc mà.
Hay cái này sao con mắt ngộ giật quá. Lừa không, lừa cái thằng đứng này. Lừa cái gì? Hay à, sao bữa nay ai về nó ăn khách quá chứ, thay tới liền à. Chắc có là khách mộ liệu á, gửi thơ xin ảnh ai về đó. Đúng rồi, đẹp trai mà không xin ảnh sao được. Đúng rồi. Xin để đăng báo công an truy nã đặc biệt á. Rồi kèm bên cái hình đó là bán lẩu dê. Ây trời ơi, mặt này cũng đẹp ghê chứ, bán hai ba thứ à. Cái cô này à, chọc quê ngộ hoài. Hay bây giờ Lý làm ơn Lý lọc Lý coi có ai gửi tiền không. Ý thơ Đài Loan gửi về cho chú ơi. Đài Loan hả? À. Mà ai gửi về cho ngộ vậy? Hay da, chắc cái thằng em của ngộ nó gửi cho ai duyên đó, cái thằng A Dung đó. Không phải A Dung mà là xì thẩu gửi khẩn cho chú. Xì thẩu? À. Trời ơi xì thẩu. À. Hay da, ngộ xỉu. Ai quan phàn không có xỉu được, không có xỉu được. Chú Vũ anh. Sao vậy? Sao nghe nói thơ Đài Loan gửi là chú hết hồn rung cầm cập vậy? Đừng có rung nữa. Tại cái tự nhiên nghe xì thẩu gửi cái chú ngã ra xỉu vậy. Nhưng mà tôi đâu có cho chú xỉu dễ dàng vậy chú Vinh. Tỉnh lại đi chú, đừng có xỉu, đừng có làm bộ chết nha chú Vinh. Tỉnh lại. Sục sịch. Trời ơi, ngộ có cái bệnh à, mặc dù nó lăn xẻo vậy là ngộ, đừng có la. Ây da, ngộ mệt quá rồi. Trời ơi, trái tim nó nằm ở đây mà bây giờ nó chạy qua đây rồi. Không sao không? Ngộ mệt lắm. Nhưng mà Lý đừng có lọc cái thê đó. Ngộ sệ cái thê đó, nó có em bồ đó. Ngộ kỵ cái thê đó. Thôi bây giờ, lừa lại, lốt lên đi. Lốt lên, đừng có coi, nguy hiểm lắm nha. Đây, lừa lại cho ngộ lốt đó. Thôi, đâu có được. Không phải tôi với chú đang nóng lòng chờ đợi thơ hồi âm sao? Mà bây giờ lại bày đặt đưa thơ lên lòi lốt á Ly. Chú bình tĩnh đi, đâu có chuyện gì đâu. Nè. Đây, uống ly nước này cho mát nha. Rồi nghe tôi đọc thơ. Đọc xong không chừng cái chú hết luôn á. Chết luôn thì có chứ hết luôn. Thôi, tôi đọc nè. Lấy đọc lên. Nếu mà thằng cha xì thẩu gửi thơ xin lỗi tôi về cái sự chậm trễ phát lương á thì tha thứ. Còn nếu mà nói quanh co để dở trò thì tôi nói chú nghe nè. Nói nghe nè. Rồi biểu coi làm cái gì mà đứng làm cái gì mà mắt gian dữ vậy. Biểu coi. Thì Lý nói gì? Đi. Lý nói đi. Giúp tôi viết lá thư chửi thằng cha rồi dứt dây luôn nghe. Nghe. Thì cô. Mạnh lên coi. Sục quay à. Ta nói từ đây cho tới cuối ngày mà ông còn sục xịt nữa là tôi sục vô cái bản mặt ăn liền á nghe. Rồi, lắm rồi đó. Rồi coi lọc lên, coi lọc lên. Nghe. Xì thẩu gửi A Dùn. Mấy tháng nay bị bà tả nghi ngờ theo dõi sát quá nên ngộ không hồi âm lượt cho xám xám. Ủa gì? Xám xám. Xám xám là ai? Xám xám là cô ba đó. Bà xã có xì thẩu ở bên đó nó dữ lắm, nó thuộc lại à máy bay à đụng không có chết đó. Như vậy là thằng chả có lý do chậm trễ hồi âm rồi. Chậm trễ hồi âm nhưng mà chậm trễ phát lương sao được. Để tôi đọc tiếp coi ở trong này cái gì nha. A Dùn nói với xám xám tình thế khó khăn từ từ liên lạc sao. Bây giờ xám xám ráng tiện tặng tiêu xài trong số tiền mà ngộ gửi về nhờ A Dùn chuyển giao hôm 2 tuần trước là $1,000 đó. Kiến này tôi cho ông xúc xích luôn khỏi sục sịch nữa. $1,000 đâu có phải nhỏ. Trời đất ơi, chỉ mới 2 tuần trước đây thôi gửi về $1,000 cho tôi. Mà chú vừa nín thinh nè. Giấu kín dễ sợ luôn vậy đó. Giấu kín với tôi dễ sợ luôn vậy đó. Tại sao vậy chú Vườn? $1,000. $1,000 lận á. Sao nín khe hết sục sịch rồi vậy? Thì giờ chuyển đi xúc xích. Nói. Trời ơi là trời. Cả 10 triệu lận mà chú đính tính là nuốt luôn của tôi hả? Lấy đây. Lấy ra đây trả lại cho tôi. Mau trả lại cho tôi. Thôi mà. Thôi gì? Mày sĩ là lễ vậy. Có ba tầy tầy vậy. Ấy lâu rồi còn có đó mà. Ngộ có chạy trốn lại đâu mà. Lấy xe. Không chạy trốn thì đem ra trả lại cho tôi. Chứ không chạy trốn mà không trả.
chẳng lẽ tôi xẻ thịt chú tôi đem bán, ai thèm mua cái thịt này ha, bụng mà nhão nhẹt à. Bây giờ nói mới đúng là chú là nhão chứ phải tôi nhão đâu. Chú trả cho tôi mau đi chú Duồn, trả nhanh đi chú Duồn. Duồn, Duồn. Tề tề lấy vỏ dạ. Lại la giết rồi, bây giờ ngộ hết lẹo luôn rồi dạ. Thì đừng có la lẹ. Người ta tiễn vợ chồng mình nó lánh ghen ha. Kề cọc lắm. Bây giờ mà có cây kim là tôi mai cái miệng ông lại liền đó nghe. Nói bậy nói bạ. Ai ai làm vợ chồng với chú mà sợ. Bây giờ tôi hỏi một lần chót là có trả 1.000 đô cho tôi không? Trả không? Trả cái gì? À, bữa nay bài đặt siêu siêu ai trả cái gì? Dễ thôi, không trả thì tôi chém vậy nè. Hay lần có chém ngộ, lễ ngộ trả mà. Trả phải không? Đưa ra đây mau. Ôi, ngộ xin lỗi là xăm xăm. Tại vì ngộ lễ. Lỡ cái gì? Ngộ lễ. Lễ cái gì? Ngộ lễ là ngộ chê sập xăm. Ha. Ngộ lễ là ngộ chê lanh lè. Ha. Ngộ lễ là ngộ chê. Khỏi chơi nữa. Khỏi có chơi cái gì nữa hết trơn hết trọi á. Vậy thì tôi chém chết chú nơi đây. Chú ăn chặn đầu chặn đuôi. Tiễn xì thảo thiện cho tôi. Chân sai dời tới mái hai. Lẻo lượt đừng đặt đều nói láo cho trôi. Đừng cãi chài cãi cối lôi thôi. Nếu mà chú không trả thì chỉ có hai con đường. Cho nghèo làm chồng xám xám. Lễ trả lễ tới con. Chú đừng hòng tính kế khôn ngoan. Chỉ có hai con đường cho kẻ gian tham. Một là đến cảnh sát nhận tội. Hai là tôi chém chết tại đây. Vậy chú tính lẽ nào? 1, 2, 3 chú nói cho mau chú Duồn ơi. Liêu mà phải ở tiều ở trong khám lắm thì thà là xăm xăm hay lễ cho ngộ chịu tội với xăm xăm. Và tình nguyện là lãnh án chung thân làm chồng bên xăm xăm. Thôi dẹp. Lãnh án chung thân làm chồng bên xăm xăm. Làm chồng chẳng khác nào cưới vợ khỏi tốn tiền gì. Khôn quen, sắp ở tù rồi mà còn tính khôn ghê vậy đó. Đừng có hòng. Hey, ngộ xin lị mà. Không có xin lị, không có ngộ lị, không có xin xỏ gì đây hết trơn á. Bây giờ tôi nói thiệt là cuối cùng tôi đếm 1, 2, 3. Nếu không trả tiền là tôi chém chết chơi vậy đó. Sao? 1, đứng lại. 2, đứng lại. 3, đứng lại. Trời trời ơi, trời ơi, đứng lại. Đứng. Ông bà làm gì vậy? Tại la đó, la là hả? Mỗi lần la là ngộ sụp sịch. Đứa sụp vậy là... Lấy làm thinh là hai đứa hả? Sụp sịch. Đánh lộn hay giỡn vậy? Sụp, giỡn chờ á, tiếp đi mà. Nín đi. Bỏ con dao xuống. Ủa kì vậy? Tự nhiên chạy vô nhà người ta rồi cái la lên rồi ông là ai? Ai mà tự nhiên cái bắt mà bỏ dao xuống là sao? Nín. Vậy? Ngồi xuống đó. Trời, tự nhiên ta đang gây có không khí, tự nhiên kêu ta ngồi chơi, không có ngồi chơi đâu này, đang gây lộn ông nội ơi, ra ngoài trước chơi đây, đi. Nín. Nói. Lệ muốn hỏi thăm cái chuyện gì, Lệ cứ ngồi chơi á. Ngồi chơi đi. Lệ lấy tới đâu ngủ trả lời tới đó, Lệ muốn hỏi thăm cái gì? Bà xã. Bà xã xí xiên quá. Hay là lấy chồng lị lấy liếc cho mời khách uống bà xã ha. Thôi dẹp. Bà xã gì? Ai bà xã với anh hả? Hả? Ai vậy? Ai bà xã ông thì vậy hả? Thì là bà xã đó. Nín. Hai đứa tôi là bà xã. Nín đi. Hai đứa nín hết. Nín. Ủa sao vô duyên à? Vợ chồng muốn chém lộn với nhau ra ngoài đường mà chém. Còn cái khu vực này là của tôi. Ý trời ơi, nhà con tao ổng vô mà ổng nói khu vực của ổng. Trời cha mẹ ơi, cha nội này vô duyên dữ lắm. Nín. Tôi nói chị hiền giùm chút đi. Làm gì đâu, có làm gì đâu, hiền không hiền. Nín. Làm gì đâu. Nín. Lo ăn hiếp ngộ hoài à. Đây. Một ngày. Hai người nín cho tôi nói được không? Được á, nói đi.
Ông chồng chị nãy giờ hiền quá mà, nhường nhịn chị nãy giờ lâu quá rồi. Chị mà làm quá cái ổng nổi sùng ổng chém chị, tôi không có can đâu. Trời ơi, chém ổng tôi, ổng chém ổng thôi chứ ai. Trời ơi, ổng dám chém tôi, trời ổng dám chém tôi đâu mà. Trời nín. Ơi, nín đây. Nín, nín, nín. Hay, Lý đừng có lắm. Cái tính của bà xã tôi là vậy đó. Bây giờ đó, Lý muốn hỏi thăm cái gì à? Lý hỏi Lý, Ngộ trả lời cho. Tôi muốn hỏi thăm hai vợ chồng anh chị. Nhà này có phải là nhà của chú A Duồn không? À, hay mày, mày biết giờ mày còn làm bố mày lắm. Cái gì? Chị, lúc rồi nhà này là nhà của A Duồn, A Duồn đó. Chú có phải là chú A Duồn không? Lý là lâu lâu phải A Duồn. Ngộ là A Dúng mà. A Dúng với Duồn nó khác nhau chứ. Nên Lý Sụt. Nên đừng có la nín lớn. Thôi nín lớn ổng sụt cũng xịt hoài ra nín nhỏ thôi. Bà nín luôn. Tôi là người giang hồ. Trời ơi, trời giang hồ gì có chút xíu gì ông nội. Có người ở Đài Loan sang đây mướn tôi kiếm A Duồn. Kiếm A Duồn. Có người cho tiền chú kiếm A Duồn á. Lấy ra là chuyện này giao hết cho tôi đi. Tôi kiếm một mình tôi, tôi giật mặt ra rồi cái là tôi chia hai cho chú. Chứ cứ ngồi chơi đó mà hưởng tiền tôi khỏi có ra công sức gì ra đó. Mà kiếm A Duồn chi vậy? Thằng nào vậy? Ở bên kia ai vậy? Ai kiếm A Duồn cho nói em nghe đi, ai vậy? Kiếm A Duồn. Ờ. Để A Duồn chỉ mặt cho tôi. Ừ. Tôi thanh toán cô bà Tam. Có à. Mà giang hồ thường gọi là cô xám xám đó. Hay là Lý muốn thanh toán xám xám hả? Dễ thôi, dễ thôi à. Có phải vậy không à bà xã? Hay đưa đây Lý ngồi hung một Lý một cái coi. Trời ơi, Lý hung một cái coi. Nó nói lời thanh toán. Lính. Sao lính hoài vậy? Lý đang ngồi đang hung mà Lý kêu lính. Lý phải kêu ngân chứ, tại sao Lý kêu lính? Tao quen lính rồi. Rồi lính rồi, lính hung rồi. Bộ hai ông bà biết A Duồn và Sam Sam hả? À, chỉ giùm đi. Không. Chạy lại làm chi? Chỉ đi tôi chia quê hồng cho. Đâu có biết hay gì. Dưới nè. Không có biết. Nhưng mà lẽ ngộ hung dạy ngay. Ngưng. Tôi là quen tôi không? Lý là bà xã, Lý muốn cái thằng này nó chém con xăm xăm đó. Nó chém là nó chém thiệt là nó nhỏ nhưng mà nó có vỏ đó. Lý ngồi hỏi đó. Nếu mà Lý không có cần kiếm A Dình đó, mà chỉ có cần kiếm xăm xăm không lẽ không? Được chứ. Mục đích hành động lần này của ta không phải là A Dùn, mà là sinh tí huyết của Sam Sam. Thấy chưa, ngộ chỉ liền. Con Sam Sam nó là Mình A Duồn ơi, mình A Duồn. Trời ơi, trời ơi. Tôi nhớ em yêu mình lắm á nhờ. Trời ơi. Mình ơi, em nói mình nghe, em biết là mình thương em. Mình định muốn có tiền thật nhiều để lo lắng cho em. Nhưng mà đừng nha, đừng có ham tiền rồi hứa ẩu với anh em. Em nghe nói cô xám xám đó, cặp bồ với thằng Tây nào bay qua Campuchia rồi. Bữa trước mình có chị em đó, mình nhớ không? Đừng có hứa ẩu mình hả, mình hẳn. Nên nói cái tính của cái con vệ của ngộ là nó vậy đó. Nó lúc khi thì nó dày, khi thì nó khác, lôi khi là nó giận nó là bà xã. Gọi lấy khi là nó cũng phải là nó là bà xã. Lấy thấy nó ôm ngộ không? Nó ôm tới giờ thường 12 giờ chia là nó vậy đó. Lấy ngộ lấy trước khi ngộ nói là ngộ hung nó lẻ, ngộ hung nó lẻ. Lấy không có chống kỵ à. Lấy cho ngộ hung tự nhiên chứ. Bà xã vậy đâu mà mỗi lần hung là cái giật vào. Lý giật da hả? Lý không cho hung hả? Lý không cho hung tôi mét à? Tôi mét với A Duồn đó. Tôi mét với anh chồng Lý đó. Lúc giờ anh bạn à, Lý ngộ nói cho nghe nha. Cái con xăm xăm đó, nó làm như là nó không có cái tình cảm với thằng xì thảo đó. Nó tình thử là nó lại lỡ biết sang ăn. Nó làm bà làm cho một thằng Tây rồi. Chính mắt vợ chồng ngộ thấy à, ngộ cặp tay nhau đi bữa trước à. Ha, lâu lâu không mà mình ha. Trời đó, tao mình thấy thương à hung miếng coi. Lê. Sao lưng hoài vậy? Lê ngộ hung chứ. Lê dòng ngộ hung hoài vậy sao? Một chút xíu à, có ngồi giường ngồi cho tàn. Lê.
Hi, nó ly dài. Nó ly dài. Trời, đi mất tiêu rồi, đi mất tiêu rồi. Xe ra. Ai xe ra? Nó ly dài. Xe ra. Ai xe? Ông xe ra. Vô anh xe ra. Hay tại sao lại ngồi xe vô anh mà xích vô một hồi là dùng luôn bây giờ đó muốn không? Vừa phải thôi. Bây giờ nó đi rồi đâu có cần thiết ông phải đóng kịch với tôi nữa. Trời ơi, bà mắc cười nha. Đúng là tháng này ăn chay cái đỡ ghê vậy đó. Thoát nạn rồi. Thoát nạn là người lâm nạn như tôi nè. Thoát nạn đánh ghen, thoát nạn bị lừa đảo ăn chận. Còn ai dồn á, ai dồn ơi. Còn bây giờ đừng hòng thoát nạn với tôi. Tôi sẽ phanh phui việc này tới cùng. Hay da, lị lực có nói như vậy chứ. Mấy không thấy tụi mình là vợ chồng mà ôm nhau mà. Ôm cái gì ôm là tại có mặt nó. Bây giờ có vợ chồng gì chứ. Chúng mình đã thoát nạn với nhau rồi. Đến Nó tải giờ ôm nó đi, ôm nó đi, ôm nó đi. Vợ chồng nha. Sao cái giọng quen dữ. Cái tiếng này ngủ ngủ quen quen là. Bể rồi dùn ơi. Hay à, bể tùm lum mà bể ta lạ hết trơn rồi hả? Trời ơi. Ý trời ơi, dò cháu quậy. Đúng. Đúng là dò cháu quậy đây. Tôi mượn hình ảnh của người bán dò cháu quậy để theo dõi hành động lường gạt của ông. Bây giờ tôi mời tất cả về phường để làm việc rõ ràng hơn. Hay da, xóm xóm ơi chết rồi. Phen này người gian ở mắt lạng rồi. Đi lẹ lên. Trời ơi. Đi. Ây ơi, sụp xịt, sụp xịt, sụp xịt, sụp xịt, sụp xịt, sụp xịt. Dạ được không anh hai? Tốt. Ở đoạn cuối á, em cần cho anh lời chúc Tết nữa là hay. Em có chuẩn bị sẵn. Để bây giờ em đọc thử cho anh hai nghe tới coi nha. Dạ kính thưa quý vị khán giả kính mến, nhân dịp năm mới, Hồng Tơ xin được đại diện hãng phim Bông Sen Sài Gòn Audio, anh chị em nghệ sĩ và những người thực hiện chương trình này kính gửi đến quý vị khán giả trong và ngoài nước luôn luôn được an khang thịnh vượng, vạn sự như ý và làm ăn phát tài. Chơi bao lái